nhằm hỗ trợ giúp đỡ nhân dân thôn Tân Lập, xã Tân Phúc xây dựng hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, tạo cảnh quan đường làng ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, thúc đẩy phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường của mỗi người dân, mỗi gia đình. Trong hai ngày mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021, cán bộ công chức cơ quan dân đảng huyện ủy đã tổ chức lao động hỗ trợ bà con nhân dân thôn Tân Lập, xã Tân Phúc thực hiện tổng vệ sinh môi trường khu trung tâm nhà văn hóa thôn, quét dọn vệ sinh sạch sẽ đường làng ngõ xóm, gầm nhà sàn, hướng dẫn bà con nhân dân về cách ăn ở ngăn nắp, xây dựng vườn tược, chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm, đảm bảo vệ sinh chung, không vứt rác, xả rác bừa bãi, tham gia cùng với bà con xây dựng tường rào xanh. Ngay từ sáng sớm, gần 40 cán bộ công chức cơ quan dân đảng huyện ủy cùng với hơn 220 hộ dân trong thôn Tân Lập, xã Tân Phúc đã được huy động chia tổ phân tốp để đảm nhận từng vị trí, phần việc cụ thể để tổng dọn vệ sinh môi trường khu trung tâm nhà văn hóa thôn, sáo sới cỏ dại, thu gom rác thải để đưa đi chôn lấp và xử lý đúng nơi quy định. Đặc biệt là các tổ được chia đã đến một số gia đình để hướng dẫn cách bố trí, sắp xếp đồ đạc, đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp, tổng vệ sinh gầm nhà sàn để phòng tránh dịch bệnh, nhắc nhở bà con không được nuôi nhốt gia súc gia cầm dưới gầm nhà sàn và phải xây dựng khu chuồng nuôi riêng cách xa nhà ở. Cũng nhân dịp này, tổ nữ công của cơ quan dân đảng huyện ủy đã trao đổi với chị em phụ nữ trong thôn, đến tận nhà tuyên truyền và cùng làm việc với họ về cách dọn dẹp nhà cửa, đảm bảo sạch ngõ, sạch nhà và sạch bếp, hướng dẫn cách phơi, gấp xếp quần áo đảm bảo sạch sẽ, tạo mỹ quan nhà cửa đẹp đẽ. Với sự nhiệt tình, năng động, nhạy bén, gần dân, trọng dân của mỗi cán bộ công chức cơ quan dân đảng huyện ủy, trong một thời gian ngắn thực hiện, từng phần việc đã dần được hoàn thiện. Bà con nhân dân cùng hăng hái làm theo và đã thu gom xử lý hàng tấn rác thải đem đi chôn lấp đúng nơi quy định, quét dọn sạch sẽ các tuyến đường trong thôn và hỗ trợ các gia đình tổng vệ sinh nhà cửa đảm bảo sạch sẽ, an toàn. Hoạt động của cán bộ công chức cơ quan dân đảng huyện ủy hỗ trợ bà con nhân dân thôn Tân Lập, xã Tân Phúc tổng vệ sinh môi trường là việc làm thường xuyên về triển khai các nhiệm vụ xã hội bảo vệ môi trường, đặc biệt là tham gia tốt phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đây không chỉ là hành động mang tính thiết thực mà còn tạo động lực để bà con nhân dân thấy được ý nghĩa, lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống, tiến tới xây dựng thôn bản văn minh hơn, giàu đẹp hơn, cùng chung tay để xây dựng quê hương xã Tân Phúc hoàn thành 19 tiêu chí xã nông thôn mới trong thời gian tới.